Anh chị em thân mến, cách đây 380 năm, ngày mùng 3 tháng 11 là ngày sinh trên trời của Thánh Martino, tức là ngày thánh nhân qua đời tại Lima, nước Peru, ngày hoàn tất 60 năm cuộc sống ở trần thế để mà bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Là một thầy trợ sĩ dòng Đa Minh tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi ở Lima, Thánh Martino đã được nhiều người sùng mộ, không những vì đức khiêm tốn của Ngài, mà vì bản thân Ngài là một dấu chỉ về lòng bác ái đối với người nghèo, nhất là những người đau yếu, bệnh tật. Ngài quý trọng việc ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và đã được Đức Thánh Cha Gioan 23 tuyên thánh ngày 6 tháng 5 năm 1962. Cuộc sống của Thánh Martino đã làm theo lời Chúa dạy trong bài tin mừng về người Samari nhân hậu. Trên đường từ Jerusalem xuống Jericho, có một người bị rơi vào tay kẻ cướp, bị chấn lột, bị đánh như tử. Vậy mà thầy Tư Tế, thầy Lê Vi là những người có đạo đi ngang qua nhưng lại không quan tâm, trong khi một người Samari ngoại đạo đã chạy lòng thương và ông ta đến gần lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy, băng bó lại rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Và hôm sau ông lại lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Đức Giêsu đã dạy cái bài học này khi có một người thông luật hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Và Chúa Giêsu đáp: trong luật thì đã viết cái gì? Và ông ấy thưa là: ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình. Đức Giêsu mới bảo ông ta là: ông trả lời như vậy là đúng lắm, cứ làm như vậy thì sẽ được sống đời đời. Nhưng mà ông ấy lại muốn chứng tỏ là mình có lý, cho nên mới hỏi Chúa Giêsu rằng: vậy thì thưa thầy, ai là người thân cận của tôi? Và Đức Giêsu đã trả lời bằng dụ ngôn người Samari giàu lòng thương xót, rồi bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Chúa Giêsu cũng bảo mỗi người chúng ta như thế. Chính Thánh Martino đã đi và đã làm như vậy. Làm như vậy thì cũng là làm theo lời dạy của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất: cách ăn chay mà ta ưa thích là chia cơm xẻ áo cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi cư trú. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không mảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Có một lần tôi về quê ăn Tết với bố mẹ, hôm đó là mồng 4 Tết, là thứ tư lễ cho, ăn chay kiêng thịt.
đi lễ một lát về thì có đứa cháu 10 tuổi gọi tôi bằng bác, chạy sang gặp tôi mếu mếu mau mau, nói là mẹ cháu đánh cháu. Vậy sao đánh? Mẹ cháu bảo rằng là hôm nay kiêng thịt, không được ăn nhân thịt ở trong bánh chưng. Còn cháu thì cháu nghĩ rằng nhân thịt có chút xíu ăn được chứ. Mẹ cháu bảo không được, cháu bảo được. Mẹ cháu đánh cháu và bắt cháu phải sang hỏi bác xem là bác làm cha được hay không. Thế thì tôi bảo là ừ, thế thì cháu về cháu nói với mẹ cháu rằng là hôm nay ăn chay kiêng thịt, ăn nhân thịt trong bánh chưng được, nhưng đánh con là không được. Thế thì bác sang mà nói chứ, cháu mà nói mẹ cháu đánh nữa. Đấy, chúng ta cũng nên tự kiểm xem là mình có nô lệ hình thức mà quên cái nội dung căn bản của đạo về lòng bác ái yêu thương hay không. Hình thức và nội dung thì đều cần thiết. Ai bảo rằng cái vỏ trứng là không cần? Nếu không có vỏ trứng làm sao chứa đựng được lòng trứng? Nhưng mà khi ăn không phải ăn vỏ, chỉ ăn lòng trứng mà thôi. Vậy thì vỏ cần thiết, nhưng rõ ràng lòng trứng, nội dung quan trọng hơn. Nội dung đây chính là lòng bác ái, là lòng yêu thương. Thánh Phaolô cũng đã khẳng định ở trong cái bài đọc thứ hai: quả thế bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô thì đều mặc lấy Đức Kitô. Vậy anh em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thờ kế nhờ Thiên Chúa. Nếu mọi người đều có chung một Thiên Chúa là Cha thì mọi người đều là anh em với nhau trong Đức Kitô. Và không thể không noi gương Thánh Martino, biết học ở nơi Đức Kitô lòng khiêm tốn và nhân hậu. Mẹ Thánh Teresa Canquita khi mà đến Na Uy để nhận giải thưởng Nobel, giải thưởng về hòa bình cao quý nhất, thì mẹ đã mời mọi người cùng đọc kinh hòa bình trước khi mẹ chia sẻ một vài tâm tình của mẹ. Và trong khi chia sẻ thì đã đề cập đến lòng tôn trọng người nghèo, nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Nghèo về vật chất, mẹ có thuật lại, đó là có lần mẹ được báo là có một gia đình người mẹ với 8 đứa con không có gì để ăn, đang là đói. Và mẹ đã nhanh chóng đem đồ ăn đến cho gia đình đó. Nhưng mà thấy bà mẹ của gia đình đó đã chia đôi cái phần cơm rồi đem một nửa đi ra ngoài. Đến lúc bà trở về thì mẹ Teresa hỏi bà đem đi đâu vậy? Thì bà nói là ở bên cạnh hàng xóm gia đình đó cũng đang đói ăn, cho nên con chia cho gia đình đó một nửa. Mẹ Teresa nói vấn đề chia cho một nửa thì đã là đáng trân trọng rồi, nhưng đây này mẹ đang đói mà rồi dám chia cho người cũng đói như mình. Và mẹ nói rằng khi mà yêu thương đích thực thì phải có một sự hy sinh, sự mất mát đau đớn nào đó. Cũng như Chúa Giêsu khi thể hiện tình yêu đích thực của mình, Ngài đã chịu đóng đinh, chịu chết đau đớn ở trên thập giá. Và mẹ Teresa cũng nói rằng là chia sẻ cho người nghèo không phải chỉ về vật chất mà thôi. Mẹ nói rằng là ở Na Uy này là không có ai mà đói ăn cả. Thế nhưng mà về tinh thần, thử xem trong
Một số những gia đình giàu có người nào đó ở trong gia đình đó đã không được yêu thương, đã không được quan tâm, đã bị bỏ rơi. Và những người đó là những người nghèo về tinh thần. Chúng ta không thể quay lưng với người nghèo, cả về tinh thần lẫn vật chất, ngay cả khi chúng ta nghèo. Và ở mẹ nói rằng là phải bắt đầu cái tình yêu đó từ gia đình của mình. Hôm nay chúng ta hợp nhau đây dâng thánh lễ, mỗi người có một tâm tình nói với Thánh Martino để nhờ Ngài truyền cầu lên với Thiên Chúa. Nhưng mà với những bài đọc chúng ta vừa nghe, không thể chúng ta không cầu nguyện cho nhau để mà thực hiện cái lời mời gọi của Đức Kitô, đặc biệt trong bài Tin Mừng là hãy đi và làm như vậy.